Chào đón quý khán giả Sài Gòn TV đến với Góc nhìn trung thực do Bích Trâm phụ trách cùng Kinh tế gia Đinh Xuân Quân. Chương trình bình luận thời sự Góc nhìn trung thực phát hành vào mỗi thứ năm hàng tuần, lúc 9 giờ sáng, 4 giờ chiều và sau 11 giờ khuya, chiếu lại vào thứ bảy, chủ nhật. Chương trình phân tích những sự kiện thời sự quan trọng xảy ra trong nước Mỹ và khắp thế giới. Bích Trâm xin kính chào Kinh tế gia Đinh Xuân Quân. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn TV và xin chào cô Bích Trâm. Kính mời quý vị theo dõi phần phân tích xung quanh bản tin 187 phút bất động của ông Donald Trump và mật vụ xóa tin nhắn ngày 6 Tây tháng Giêng. Phiên điều trần thứ 8 của Ủy ban Hạ viện, kính thưa quý vị, diễn ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 trong tuần này, tập trung vào 187 phút, tức là hơn 3 tiếng đồng hồ, cựu Tổng thống Donald Trump án binh bất động khi đám đông do ông kích động đang hành hung cảnh sát và xông vào điện Capitol để săn lùng các nhà luật pháp. Kính thưa quý vị, chúng tôi điểm qua một vài điểm nổi bật của phiên điều trần. Có những chi tiết xúc động lần đầu tiên được tiết lộ, cho thấy các vệ sĩ bảo vệ Phó Tổng thống Mike Pence đã quá sợ hãi trước đám đông hung bạo, đến mức một số người gọi điện thoại nói lời vĩnh biệt với vợ con và thân nhân của họ. Cho thấy là đây là một cuộc nổi loạn võ trang, chứ không phải là một cuộc đàm luận chính trị như Đảng Cộng Hòa đã gọi. Và điểm thứ nhì, Ủy ban đã trình bày dữ kiện và lời khai của nhân chứng, cho thấy là trong hơn 187 phút, cựu Tổng thống Donald Trump ngồi trong phòng ăn gần phòng bầu dục, theo dõi sát sao ở trên TV từng giây phút cảnh bạo lực tấn công Quốc hội được truyền hình trực tiếp. Ông vẫn từ chối lời cầu xin của các cố vấn thân cận, bao gồm có luật sư Pat Cipollone, có thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội như dân biểu Kevin McCarthy, thậm chí con gái Ivanka. Tất cả những người này đều yêu cầu ông Trump kêu gọi đám đông rời khỏi hiện trường. Nhưng ông không những là ông không làm gì để cứu Capitol, ông không kêu gọi đám đông chấm dứt cuộc nổi loạn mà được thực hiện nhân danh ông. Ông không liên lạc với Bộ An ninh Nội địa hay là Bộ Quốc phòng để gửi lực lượng đến vãn hồi trật tự. Điều mà ông Trump đã làm là gọi cho một số thượng nghị sĩ ủng hộ ông, bao gồm có thượng nghị sĩ Tommy Tuberville và thượng nghị sĩ Josh Hawley, đòi họ phải trì hoãn tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử mà ông đã thua. Chúng ta thấy là trong tình thế loạn lạc, cảnh sát Capitol đang bị bao vây, bị đám đông hành hung, các nhà lập pháp hốt hoảng, di tản. Thay vì hành động để giúp họ bảo toàn tính mạng, thì Tổng thống 45 vẫn tiếp tục gây áp lực, ép các nhà lập pháp đảo ngược kết quả bầu cử cho mình. Và vào lúc 2 giờ 24 phút buổi trưa ngày 6 Tây tháng Giêng, biết rõ đám đông đang lùng sục tòa nhà Quốc hội đòi treo cổ Phó Tổng thống Mike Pence, ông Trump còn phóng ra một dòng tweet để lên án ông Pence không đủ can đảm lật ngược kết quả bầu cử cho mình. Kính thưa quý vị, cái tweet đó nó chẳng khác gì một cái mệnh lệnh cho đám đông tìm và hành quyết vị Phó Tổng thống Mike Pence. Hai nhân chứng khai hữu thệ trong buổi điều trần là Sarah Matthew, là phó tùy viên báo chí Bạch Ốc, và Matthew Pottinger thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nói là họ quyết định từ chức sau dòng tweet mà họ gọi là chế dầu vào lửa. Cả hai người này, thưa quý vị, đều là những thành viên lâu năm của Đảng Cộng Hòa. Và rốt cuộc thì Phó Tổng thống Pence là người mà đã liên lạc, đã ra lệnh cho vệ binh quốc gia đến Capitol. Và vào lúc 4 giờ 17 phút, tức là 3 tiếng đồng hồ sau đó, tức là từ 1 giờ 10 sau khi ông Trump chấm dứt bài diễn văn ở công viên Ellipse cho đến 4 giờ 17 phút, lúc mà đã có dấu hiệu là lực lượng an ninh được tăng viện, bắt đầu làm chủ được tình hình ở đồi Capitol và FBI đang lùng bắt những nhân vật đầu sỏ của vụ bạo loạn, thì ông Trump mới kêu gọi họ rời đi. Nhưng ông vẫn lặp lại lời nói dối về bầu cử bị đánh cắp. Ủy ban cáo buộc ông Trump tỏ ra vô trách nhiệm và bỏ rơi nghĩa vụ bảo vệ luật pháp và hiến pháp Mỹ của một nhà lãnh đạo đất nước và một tổng tư lệnh quân đội. Ủy ban nói là ông Trump chủ động cho phép bạo loạn tiến hành nhằm duy trì quyền lực bởi đám đông đang thi hành đúng kế hoạch và mục tiêu của ông, tức là trì hoãn bằng mọi giá cuộc chứng nhận phiếu công nhận vị tổng thống mới của đất nước. Thưa quý vị và kính thưa Kinh tế gia Đinh Xuân Quân, trong một nguồn tin liên quan thì có tin nói là Bộ Nội an đã mở cuộc điều tra hình sự xung quanh việc là mật vụ nói là họ đã xóa những tin nhắn của ngày 5 Tây và 6 Tây tháng Giêng. Ông Quân đánh giá ra sao những sự việc này, thưa ông?
Vâng. Theo tôi đó, cái quan trọng nhất đó là mình biết là theo đúng quy trình của bầu cử ở Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12, nghĩa là gần nghĩa là nửa tháng trước đó đó, thì ai cũng biết là ông Biden sẽ là tổng thống. Tại vì các đại cử tri đã được tiểu bang của họ chấp nhận rồi. Và từ đó đó, mặc dù ông ta biết cái đó mà ngày 18, ngày 19 tháng 12 vẫn họp để làm nghĩa là lên nghĩa là kế hoạch, lên kế hoạch để làm sao phá dối cái cuộc mà gọi là chứng nhận của nghĩa là cuộc bầu cử đã thắng. Thì ở đây đó mình phải hiểu ở đây đó nó là cái gì. Ông ta muốn làm ba chuyện. Cái chuyện đầu tiên đó là ông ta nói dối là cái cuộc của ông ta bị ăn cắp, cuộc nghĩa là bầu cử đã bị ăn cắp. Cái thứ hai đó là ông ta có tổ chức những cái đại cử tri giả. Cái thứ ba nữa là ông ta ép buộc, nghĩa là phó tổng thống Pence đó kéo dài thời gian không chứng nhận vào ngày 6 tháng 1. Và cái thứ tư nữa là khi ông thấy là tất cả những cái nghĩa là âm mưu này không có thành công thì ông ta kêu gọi dân chúng, nghĩa là những người theo của ông ta tới điện, nghĩa là của Quốc hội để phá phách vụ đó và ngăn cản việc mà nghĩa là công khai mà tuyên bố ông Biden là tổng thống. Đó là cái chuyện quan trọng. Nhưng mà ở đây đó, cái cuộc điều trần này nó cho rõ những cái chi tiết từng giờ từng phút một của những cái nghĩa là trong ngày 6 tháng 1 nó đã xảy ra. Thì quý vị thấy là cô Bích Trâm đã nêu lên với cái chuyện mà như là gọi là ông tổng thống đó đã không có can thiệp trong 187 phút, nghĩa là hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái quan trọng đó tôi muốn nhắc cho khán thính giả đó là những cái người mà gọi là ủng hộ nhất cái việc ngăn cản cái này như là ông Josh Taylor. Cái người này trước đó khi có cảnh sát bảo vệ thì nghĩa là còn khuyến khích những người kia vào Quốc hội đi. Trong khi họ bắt đầu vào là ông ta là cái người chạy mà chạy nhanh nhất. Nghĩa là những cái hình nó đưa lên cho thấy là ông ta là toàn là những cái dân gọi là nhát gan. Ở ngoài miệng thì dữ lắm nhưng mà tới lúc mà đụng chặn là nhát bỏ chạy hết. Đó là những cái chuyện đó mình thấy là những cái người mà gọi là ủng hộ nhất của ông Tổng thống Trump đó thì là toàn là những cái người mà không có nghĩa là mình tôi xin lỗi tôi dùng cái chữ tiếng Anh đó, no guts đó, nhưng mà nghĩa là không có can đảm nghĩa là đứng lại nói chuyện với những người ông trước đó là chỉ có một tiếng đồng hồ ông ta là ủng hộ kêu gọi họ vào để nghĩa là ngăn chặn cái đó, nhưng khi mà họ vào rồi mà họ quá hung hăng thì ông ta bỏ chạy. Thì đó là những cái chuyện mà mình thấy. Còn cái chuyện mà tôi nói là cơ quan bảo vệ của Tổng thống đó, Security đó, Secret Service đó, mà xóa đó, thì đối với tôi cái chuyện nó cũng không có lạ lắm. Tại sao? Là tại vì cái người đứng đầu Secret Service đó bây giờ là mất chức rồi, đã được ông Tổng thống Trump nghĩa là bổ nhiệm. Thì lẽ dĩ nhiên là mình nói là mình theo tiếng Việt mình nói là người nhà của ông ta rồi, thì là nó cái chuyện đó là cái quan trọng đó. Tôi yêu cầu nghĩa là khán thính giả để ý cái câu đó của bà Liz Cheney, bà ta nói là cái gì sau cái cuộc điều trần nghĩa là lần thứ 8 này, nói cái đập nghĩa là đã bắt đầu vỡ đê rồi, nghĩa là hồi đó tới giờ là tất cả mọi người đều cố gắng không chịu ra, nghĩa là điều trần, không chịu làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà bây giờ đó đê nó bắt đầu vỡ rồi, nó đã tràn nước ra rồi, bắt đầu là người ta sẽ đưa tất cả những cái
chuyện gì đó đã xảy ra trước, trong khi ngày 6 tháng 1 và sau ngày 6 tháng 1, ngày 7 tháng 1 thì ông ta cũng còn không dám nói là ông ta đã thua rồi. Ông ta đúng là một người, tôi không phải nói là trong những cái ngày này là ông ta từ cái ngày mà thua đó, ngày 14 tháng 12 đó mà chính thức các cái tiểu bang đã đưa các cái đại cử tri ra và nói là ông Biden đã thắng đó, thì không phải là ông Trump, ông Tổng thống 45, ông ngồi yên đâu. Ông ta làm rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện. Nghĩa là bốn cái chuyện mà tôi vừa nói trước đây là nói là ăn dàn, đi ra tòa là thua, nói là vấn đề là tổ chức như là đại cử tri giả, thua, nói là ông phó tổng thống phải nghĩa là dừng lại, thua, thì ông ta làm chuyện này. Nghĩa là ông ta làm rất là nhiều chuyện, nhiều chuyện, nhưng mà những cái chuyện ông ta làm là những chuyện gian. Tôi phải nói đi gian tại sao? Đối với hiến pháp Hoa Kỳ thì cái bổn phận của ông tổng thống là làm sao bảo vệ, nghĩa là hiến pháp đối với những kẻ địch thù từ phía ngoài, nghĩa là ví dụ như một nước như Nga ví dụ, hay là Trung Quốc, và những cái kẻ địch, những cái người mà phá rối ở trong nước, nghĩa là nội bộ. Thì đây đó, ông ta rõ ràng là qua cái kỳ gọi là bình luận hay là phân tích 187 phút này đó, nó cho thấy là ông ta không có làm nhiệm vụ của ông ta, và ông ta nghĩa là dereliction of duty, đối tiếng Anh họ dùng như vậy, nghĩa là không có thi hành được cái nghĩa là nhiệm vụ tổng thống của ông ta. Thì rõ ràng là ở đây đó, tôi xin lỗi nhưng mà tôi thấy cái chuyện này nó lâu rồi, nhưng mà cái chuyện này mà đưa lên đó thì nó có thêm nhiều nhân chứng và thêm nhiều nghĩa là chi tiết trước đây chưa có đưa ra cho công chúng biết, mà bây giờ thì công chúng phải biết là ông tổng thống này là không phải là ông ta là thường đâu, đừng có coi thường ông ta. Nghĩa là mình phải nói, nếu mà dùng cái chữ là đại gian manh chứ không phải là vừa thường đâu. Thì ở đây đó thì mình hiểu đó, dù sao đi nữa những cái cuộc điều trần nó cho quốc hội và cả nước Hoa Kỳ và cả thế giới thấy những cái gì đã xảy ra. Và chuyện tiếp nữa thì là tôi nghĩ là còn nhiều cái nghĩa là yếu tố mà chưa đưa hết, nhưng mà lúc sau đó thì nghĩa là Bộ Tư pháp sẽ phải quyết định là có truy tố ông 45 hay không, truy tố nghĩa là về chính trị hay là truy tố về vấn đề mà civil là gì, là những dân cái sự. Dân sự thì ở đây đó, hay là criminal đó, thì ở đây đó tôi thấy là bây giờ cái chuyện nó rất là rõ ràng, thì chúng ta mỗi ngày mỗi thấy thêm chi tiết mà thôi. Nhưng mà thật ra đó, nhất là những cái chi tiết mà tôi khoái đó là mà cô ấy nói là ông George Haley đó mà ra giơ tay lên tưởng là ngon lành lắm, rốt cuộc chạy còn lẹ hơn người khác. Thì đó là những cái chuyện đó mình thấy là đừng có nghe, hãy nhìn những người ta, cái cử chỉ của người ta và những cái con người đó ra sao. Thì mình thấy ở đây rõ ràng là trong cái 187 phút đó, ông cựu tổng thống 45 đó đã từ chối bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ khi hiến pháp đang gặp khó khăn. Và cái thứ hai nữa là không những ông ta nghĩa là không có lên tiếng, vì ông ta cố tình không lên tiếng, cái đó là mấy cái quan trọng, chứ không phải là ông ta không biết hay là quên hay là gì. Đây là rõ ràng là ông ta cố tình không lên tiếng để cho nghĩa là cái đám mà gọi là biểu tình đó nó vào quốc hội và nó gây xáo trộn để cố gắng làm sao ông ra giữ quyền tổng thống trở lại. Vâng, xin trả lại cô. Vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích xung quanh bản tin này sau khi chương trình trở lại sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Chương trình trở lại trong giây lát.